Em Phúc xin kính chào tất cả quý anh chị cô chú khách hàng thân yêu đã quay trở lại với kênh Nhà Đất Quận 12, chuyên bán nhà và đất ở quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Video ngày hôm nay, em Phúc xin giới thiệu tới quý anh chị một căn nhà một dệt một lầu nằm ở phường Thạnh Xuân, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Đường trước nhà của chúng ta có chiều ngang là 6m, xe ben, xe tải vào thoải mái. Hiện tại là đường đá 1-2. Căn nhà của chúng ta thì nằm trong một con hẻm thông và view sông mát mẻ. Kế bên nhà của chúng ta thì có một cái xưởng đang làm ghế sofa. Và bây giờ Phúc sẽ giới thiệu chi tiết căn nhà cho chúng ta. Căn nhà của chúng ta thì có diện tích chiều ngang là 3m2 và chiều sâu là 12m. Thiết kế là một tòa một trệt một lầu với công năng sử dụng là một phòng khách, một phòng bếp, hai phòng ngủ, hai nhà vệ sinh và được chủ gửi bán với giá là 1 tỷ. Pháp lý là mua bán công chứng vi bằng. Xung quanh nhà cũng được chủ ốp len gạch cao lên 1m2, trải dài hết xung quanh căn nhà. Đang thì được bố trí phía giữa căn nhà, được ốp đá hoa cương và đổ thật. Phía nhà bếp chúng ta cũng có một dàn tủ bếp bằng gỗ tự nhiên. Và nhà vệ sinh thì được bố trí cuối căn nhà cho quý anh chị và bạn bè chúng ta tới chơi. Bây giờ chúng ta nhìn tổng thể từ phía sau lên phía trước căn nhà. Một căn nhà nhỏ có diện tích 3,2 nhân cho 12m với mức giá khá là mềm, 1 tỷ. Bây giờ chúng ta sẽ lên trên lầu. Có hai phòng ngủ phía trước và phòng ngủ phía sau. Phòng ngủ phía trước thì có một cái ban công đưa ra khoảng nửa mét. Cửa phòng ngủ thì làm bằng gỗ gõ đỏ. Phía trước chúng ta có một hai cánh cửa mở ra lan can phía trước. Cửa này thì làm bằng sắt. Một cái ban công lấy gió lấy sáng và có thể chiều ra đây hóng mát. Nếu quý anh chị quan tâm tới căn nhà thì có thể điện thoại cho Phúc theo số điện thoại góc màn hình để tới xem trực tiếp căn nhà. Sau đó chúng ta sẽ gặp trực tiếp với chủ để thương lượng về giá. Phía đây thì cũng bố trí cho chúng ta một cái nhà vệ sinh dùng cho lầu 1. Và đây là phòng ngủ phía sau. Video review căn nhà của em ở đây xin kết thúc. Xin chào và hẹn gặp lại quý anh chị ở những video sau. Chúc quý anh chị được nhiều sức khỏe và thành công trong cuộc sống.